Từ trước đến nay, bất kể trong thời kỳ nào thì nghề dạy học, trong đó có nghề giáo viên, vẫn luôn được coi là nghề cao quý và được xã hội tôn trọng và tôn vinh. Vậy nghề giáo viên là gì? Giáo viên được coi là nghề giảng dạy, giáo dục cho học sinh, lên kế hoạch tiến hành các tiết dạy học, thực hành và phát triển các khóa học nằm trong chương trình giảng dạy của nhà trường, đồng thời cũng là người kiểm tra, ra đề, chấm điểm thi để đánh giá chất lượng từng người. Nghề giáo viên không chỉ đòi hỏi sự kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn yêu cầu sự kiên nhẫn, tình yêu thương và sự tận tụy. Họ không chỉ là những người truyền đạt kiến thức mà còn là người thầy, người cô và người bạn đồng hành trong hành trình học tập của học sinh. Ngoài ra, giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân của mỗi học sinh. Qua việc truyền đạt kiến thức, giáo viên còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần, giáo dục đạo đức, giúp học sinh trở thành những công dân toàn diện có ích cho xã hội. Kiến thức về quân sự, kỹ năng quản lý và khả năng làm việc nhóm. Các học
học viện và trường đào tạo chuyên nghiệp để bạn học hỏi và phát triển. Quyền lợi được hưởng các bạn học tập tại trường quân đội, các bạn có thể có việc làm ngay sau khi ra trường. Bộ Quốc phòng sẽ phân công về các quân chủng, binh chủng và bộ tư lệnh. Làm việc sẽ được Bộ Quốc phòng chăm lo về vấn đề sức khỏe, y tế, các bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Khi đi học, lễ tháng được nhận phụ cấp theo quân hàm cho đến khi tốt nghiệp thì nhận lương. Được quân đội đảm bảo về ăn, ở, mặc, không phải đóng học phí. Được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng cho học tập. Ngành bộ đội không chỉ là một công việc mà còn là một cách để đóng góp cho xã hội. Hãy luôn trang bị cho mình một nguồn thu dồi dào, những kỹ năng bài bản với một bộ thái độ nhiệt tình, kết hợp những thói quen tốt để có sẵn một hành trang bước vào nghề. Bài chương trình của lớp 14 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn thầy cô giáo và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày tiếp chúng ta sẽ đến với nghe luật sư của lớp 10A. Để biết bản căn công lý luôn thuộc về những người tốt. Tuy nhiên, trong xã hội luôn có những hạ sàn khiến cho bản căn công lý ấy bị lệch khỏi thăng bằng như vị trí ban đầu của nó. Chính vì vậy, ngành luật sư của chúng tôi sinh ra để bảo vệ công lý cho cả bạn. Olin Wayom đừng nói, nơi không có quyền lực cộng đồng thì không có pháp luật, nơi không có pháp luật thì không có gì gọi là công bằng. Vâng, đúng vậy, khi nói đến đây, các bạn cũng biết việc lấy lại công lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đó chính là sứ mệnh của luật sư chúng tôi. Luật sư chúng tôi tham gia với vai trò là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lời nghĩa vụ trong quan trọng vụ án hình sự, là người có quyền lời đích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn liên quan trong cả vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và hành chính. Với trách nhiệm là một luật sư, chúng tôi sẽ là người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức có hiệu quả nhất tại tòa án, góp phần giảm thiểu các vụ án oan sai, bảo vệ đúng các quyền lợi của khách hàng trên cơ sở quy định của pháp luật. Điều này sẽ là những điều chúng tôi có chứng minh vị thế quan trọng của luật sư trong xã hội hiện nay. Sau đây chúng ta sẽ đến với ngành nghề thiết kế thuê tám của lớp 10A7 và 11A7. Đến với chủ đề sinh hoạt tuần thứ 37, chi đoàn 10A7 và 14A7 đem đến buổi sinh hoạt một ngành nghề vô cùng xu hướng và được nhiều bạn trẻ quan tâm ngày nay, đó là thiết kế thuê trang. Design can be understood as a combination of idea and creativity that imagine the beauty of clothes and accessory to meet people as need. Fashion design is not simply about creating outfits, but also include the process of research, training, research, material selection, sample design, and final product development. Thiết kế thời trang có thể được hiểu là sự kết hợp giữa ý tưởng, sự sáng tạo làm tăng vẻ đẹp cho trang phục, phụ kiện đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của con người. Thiết kế thời trang không chỉ đơn giản, không chỉ đơn thuần là việc tạo ra những bộ trang phục đẹp mắt, mà còn bao gồm quá trình nghiên cứu, phân tích xu hướng, lựa chọn chất liệu, thiết kế mẫu và phát triển sản phẩm cuối cùng. It requires communication and creativity in choosing color, shape, tailoring and other detail to create unique fashion product. And express the user personality and especially with different brand outfit bearing the local social networking. Điều này đòi hỏi sự tinh tế và sáng tạo trong việc chọn màu sắc, hình dáng, cắt may và các chi tiết khác để tạo nên một sản phẩm thời trang độc đáo và thể hiện cá nhân của người sử dụng. Và đặc biệt với xu hướng, với xu thế hiện nay, trang phục mang những biểu tượng của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, TikTok, YouTube đang dần trở nên phổ biến. Và ngay sau đây, phần trình diễn của tập thể lớp 11A7 và 10A7 xin được kết thúc. Xin cảm ơn. Vâng, sau đây chúng ta sẽ đến với ngành nghề công án của lớp 11A1 và 11A2. Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có vai trò làm nòng cốt xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Để đảm bảo an ninh và sự bình yên về mọi mặt cho Tổ quốc, ngành công an được chia thành hai lực lượng chính: cảnh sát bảo vệ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân.
mang trên mình trọng trách của một chiến sĩ công an trên đấu tranh bảo vệ lẽ phải. Bất cứ lúc nào chỉ cần tổ quốc và nhân dân gọi, bà luôn sẵn sàng có mặt. Một nghề đầy khó khăn gian khổ, có khi phải hy sinh với lời lấn tính mạng của bản thân. Đối mặt với những kẻ thù gian manh xảo quyệt, các chiến sĩ công an phải có lập trường kiên định cùng tấm lòng trung thành hết lòng vì tổ quốc và nhân dân. Và sau đây chúng ta sẽ đến với ngành nghề phóng viên và đến sớm của lớp 11 A báo 21 A9. Nghề đến sớm hay còn gọi là cũng có những công viên nghề thuật hạng đầu đây sức mũi, đặc biệt phù hợp với giới trẻ hiện nay. Đến sớm là những người thực hiện các động tác nhảy múa theo điệu nhạc, tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt và đầy cảm xúc cho đầy người xem. Để được thành một đến sớm chuyên nghiệp, bạn cần có niềm đam mê về nhảy múa hay thậm chí là năng khiếu vì đó cũng là một lời thế. Tuy nhiên, ngoài ra, không chỉ đòi hỏi kỹ năng múa đẹp mắt mà còn cần sự hiểu biết về âm nhạc, khả năng biểu đạt đầy cảm xúc. Đấy là một nghề đầy thách thức nhưng cũng rất hấp dẫn và có cơ hội để phát triển sự nghiệp nếu bạn có đủ đam mê và sự sáng tạo. Tiền bản thân để có thể làm được người họa sĩ thực thụ.